anh chị. Em chào cô nha. Lần đầu tiên gặp cô. Nhà anh lá rơi bên hiền lạnh vắng, nhà em pháo vui nhuộm hồng thềm hoa. Ngày xưa yêu thầm sao chẳng nói ra, để giờ ngồi đây xót xa tiếc thầm những ngày vui qua. Ngày nào đón đưa nhau trên đường vắng, ngày nay tiễn em một lần này thôi. Chẳng còn diều nhau lối xưa, dấu tình chiêm khuất trong mưa. Thôi đành ngậm ngùi tiếng đưa. Gió đông ơi gió đông, thôi đừng thổi nữa, bởi ta không thể mượn men cay để lãng quên mối tình tan giờ. Khi xa pháo du quy đã nhuộm đỏ lối ra, nhìn đường đêm vắng lặng bỗng dưng nhớ lại hôm nào. Kẻ ở đầu thôn còn người cuối ngõ, một khoảng đường dài hai đứa quen nhau. Đã có lần toan đem lệ đầu cao mượn mũi mai dám hỏi cưới nàng, nhưng ngại ngùng bởi hai chữ hẹn giờ phải xa em vĩnh viễn. Thank you.
duyên đôi ta. Xin em cứ vui ngần ngại chi. Rượu nồng càng cay men tình đắng, thấy nhau tuy gần mà xa cách đôi nơi. Anh xin chúc em được trọn duyên, bao nhiêu ước mơ được bên lâu. Ngoảnh mặt nhìn nhau một lần cuối, để mai này tôi nhắc chuyện ngày xưa. Nhưng vì tương lai của tôi, của chúng ta sau này, cho nên tôi phải đi.
Lan cũng vui lên đó mà. Tôi đâu có buồn, tôi vui lắm chứ. Người ta lo cái chuyện công danh đó mà, tôi đâu có cản chi. Mà có điều sao? Người ta đi rồi, chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đằng đẵng, người ta chỉ chờ đợi có mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mấy con ghe nhỏ kêu rưng trên ngọn mé tây ngoài nhà viên. Trời đất thì buồn vậy đó, mà lòng thì vui không kể. Rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt đó thì không biết nói chuyện gì, mà xa thì trong già bụi bụi. Tuy ở gần đây mà có khi cả ngày đâu có gặp mặt, nhưng biết người ta ở bên nhà nên trong lòng tôi không có thắc mắc âu lo. Chiều nay người ta lại phải đi xa, tôi bỗng thấy buồn thấy chiều chiều ra bên ngõ mong rồi hờn dẫn con đò nhỏ ngày mấy lượt sáng sông sao hồng nhan mình. Thì từ nào tới giờ tôi nghỉ hè về rồi trở lên tỉnh, sao lần này Lan lại buồn quá vậy? Có bao giờ mình ở gần với nhau hoài đâu. À có, có hồi đó hồi còn chút xíu thì siêu thì có. Phải rồi, hồi đó mình có chút xíu có biết gì đâu. Nhưng không biết người ta có quên không chứ tôi vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn cay. Người ta chịu thế chứ tôi mới ràng ràng đây chứ có xa xôi gì lắm đâu. Rồi người ta lớn lên, người ta ra tỉnh học, thiên hạ thường nói xa mặt cách lòng. Nhưng tôi á thì tôi không có ngại gì cái chuyện thay lòng đổi dạ lúc xa nhau. Nhưng thường thì con ve sầu bắt đầu ngưng tiếng hát, lá bàng ngoài sân rơi lác đác, người ta mới lại đi cho kịp buổi tổ chiều. Nói vậy là Lan còn nghi ngờ, Lan tin tưởng ở tôi. À, không phải tôi không có tin, nhưng mà có điều tự nhiên sau lần này tôi thấy lo quá, thấy sợ, nhất là khi nghe cái chuyện ông Phủ Trần gì đó. Lan, không phải tôi nghe lén à nha, tại nó lớn quá tôi vô tình tôi nghe được. Ôi, ba cái chuyện đó mà Lan lo lắng làm cái gì? Người ta là nhà giàu quyền thế, có con gái cũng ai thèm gả, có thằng học trò đã nghèo còn thi rớt lên rớt xuống nữa. Không có nhắc chuyện đó nữa nha. Vậy thì không nhắc nữa. Hứa à? Tôi hứa đó. Chiều, chiều đi hả? Chiều tôi đi. Đâu để coi? Gì nữa? Chuyện gì? Hôm qua tôi đập được cái ống, để lấy ra hết nè. À, đếm được không? 2 đồng 1, 2 đồng 2, 2 đồng rưỡi, 2 đồng 8, 3 đồng 2, 3 đồng rưỡi. Có 3 đồng rưỡi nè, cất đi bỏ túi đặng xài. Thôi mẹ có lo cho tôi hết rồi, Lan giữ ở lại nó mà xài giá. Vậy hả? Mà thôi đi, cất 2 đồng thêm đi, bỏ túi đặng lỡ đi đường khát nước thì xài. Mà nè,
nhớ uống đậu đỏ bánh lọt nha, chứ đừng có ăn cà rem đau bụng chết luôn á. Sao không lấy vậy? Bộ chơi hả? Không lấy tôi giận. Có đưa đâu lấy, đưa ra là thục vô, ra thục vô là sao lấy. Vậy hả? Vậy giờ đưa không có giật lại nữa nè. Là tuy chỉ có mấy đồng nhưng anh sẽ nhớ mãi cái nghĩa tình này. Thiệt hả? Anh nói thiệt. Có hai đồng mà nhớ nghĩa tình dữ vậy hả? Vậy có thêm năm cắt lẻ nữa, giữ nghĩa tình vậy hoài nha. Anh sẽ nhớ em hoài, nhớ em mãi. Có hai đồng rưỡi mà nhớ hoài, nhớ mãi vậy hả? Vậy còn đồng nè, cất luôn đi, nhớ, nhớ suốt đời nha. Đến cắt nè. Hả? Tôi nói thiệt á. Sao? Lỡ đi lên tỉnh mà có chuyện gì vậy á, chắc là tôi chết quá. Kìa, sao Lan nói gỡ như vậy? Tôi nói thiệt á, tôi sẽ cạo đầu. Cạo đầu chi? Tôi vô chùa. Làm gì? Tôi đi tu á. Lan, Lan. Nhưng ai đâu ngờ lời xưa đã chứng minh khi đời tan vỡ. Lan đau buồn quá khi thấy Điệp đã đi xây mộng gia đình. Ai nào biết cho ai đời lắm chua cay. Đành lỡ vì ai bao nhiêu niềm vui cũng vui chôn từ đây, vui chôn từ đây. Lên, lên. Làm cho Lan rơi đi phần nào buồn tôi. Nếu bảo em cố quên thì thật là chua xót cho tôi. Còn bằng nhớ mãi là cả đời Lan Dương khổ lụy. Nhưng thôi Lan ơi em hãy quên đi, chứ nhớ làm chi cái con người phản bội. Bao nhiêu tiếng yêu thương còn ấm vang trong gió, ân nghĩa nặng quằn vai mà đã vội vong tình. Tôi biết nói sao đây cho Lan hiểu được lòng mình. Đối với Lan tôi là người bội ước, đối với bác tôi bên nhà tôi là một kẻ vong ân. Còn dính ở kẻ răng, tiên nhớ lời thương còn dương trong hơi thở. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si khờ dại, đã làm tan nát lòng tôi, còn gây khổ lụy cho bao người. Tôi mới ngu, chứ người ta đâu có ngu. Có vậy, người ta ngu sao
đã hiểu và thông cảm tha thứ cho tôi. Cậu xin Lan đừng hờn, đừng giận tôi nữa nghe Lan. Tương lai của tôi, của chúng ta sau này, cho nên tôi phải đi. Lan cũng vui lên đó mà. Tôi đâu có buồn. Tôi vui lắm chứ. Người ta lo cái chuyện công danh đó mà, tôi đâu có cản chi. Mà có điều. Sao? Người ta đi rồi, chắc cái nhà này buồn lắm. Một năm 12 tháng dài đằng đẵng, người ta chỉ chờ đợi có mấy tháng hè. Mỗi khi thấy trời bắt đầu lất phất hạt mưa, mấy con ghe nhỏ kêu sân trên ngọn mé tây ngoài nhà biên. Trời đất thì buồn vậy đó, mà lòng thì vui không kể. Rằng người ta này sắp gặp lại người ta đó sau gần một năm xa cách mong chờ. Gặp mặt thì không biết nói chuyện gì mà sao
nào tới giờ tôi nghỉ hè về rồi trở nên tỉnh. Sao lần này Lan lại buồn quá vậy? Có bao giờ mình ở gần với nhau hoài đâu. À có, có hồi đó hồi còn chút xíu thì siêu thì có. Phải rồi, hồi đó mình có chút xíu có biết gì đâu. Nhưng không biết người ta có quên không chứ tôi vẫn nhớ. Nhớ mỗi lần hai đứa trốn nhà đi tắm sông hái ổi, về nhà bị đòn cay. Người ta chịu thế cho tôi. Mới ràng ràng đây chứ có xa xôi gì lắm đâu. Rồi người ta lớn lên, người ta xa tỉnh học. Thiên hạ thường nói xa mặt cách lòng. Nhưng tôi á thì tôi không có ngại gì cái chuyện thay lòng đổi dạ lúc xa nhau. Nhưng thường thì con ghé sò bắt đầu ngân tiếng. Lan còn nghi ngờ, Lan không tin tưởng ở tôi. À, không phải tôi không có tin, nhưng mà có điều tự nhiên sau lần này tôi thấy lo quá, thấy sợ, nhất là khi nghe cái chuyện ông Phủ Trần gì đó. Lan, không phải tôi nghe lén à nha, tại nó lớn quá tôi vô tình tôi nghe được. Ôi, ba cái chuyện đó mà Lan lo lắng làm gì? Người ta là nhà giàu quyền thế, có con gái, cũng ai thèm gả có thằng học trò đã nghèo còn thi rớt lên rớt xuống nữa. Không có nhắc chuyện đó nữa nha. Vậy thì không nhắc nữa. Hứa ha. Tôi hứa đó. Chiều, chiều đi hả? Chiều tôi đi. Đâu để coi. Gì nữa? Chuyện gì? Hôm qua tôi đập được cái ống. Để lấy ra hết nè. À, đếm được không? 2 đồng 1. Ừ. 2 đồng 2. 2 đồng rưỡi. 2 đồng 8. 3 đồng 2. 3 đồng rưỡi. Có 3 đồng rưỡi nè, cất đi bỏ túi đặng xài. Thôi mẹ có lo cho tôi hết rồi, Lan giữ ở lại nó mà xài giặt. Vậy hả? Ừ. Mà thôi đi, cất 2 đồng thêm đi, bỏ túi đặng lỡ đi đường khát nước thì xài. Ờ mà nè, nhớ uống đậu đỏ bánh lọt nha, chứ đừng có ăn cà rem đau bụng chết luôn á. Sao không lấy vậy? Bộ chơi hả? Không được. Lấy tôi giận. Có đưa đâu lấy, đưa ra là thục vô, ra thục vô là sao lấy. Vậy hả? Vậy giờ đưa không có giật lại nữa nè. Lan, tuy chỉ có mấy đồng nhưng anh sẽ nhớ mãi cái nghĩa tình này. Thiệt hả? Anh nói thiệt. Có 2 đồng mà nhớ nghĩa tình dữ vậy hả? Vậy cất thêm 5 cắt lẻ nữa. Giữ nghĩa tình vậy hoài nha. Anh sẽ nhớ em hoài, nhớ em mãi. Có 2 đồng rưỡi mà nhớ hoài, nhớ mãi vậy hả? Vậy còn đồng nè, cất luôn đi. Nhớ, nhớ suốt đời nha. Đến cắt đây. Nè. Hả? Tôi nói thiệt á. Sao? Lỡ đi lên tỉnh mà có chuyện gì vậy á, chắc là tôi chết quá. Kìa, sao Lan nói gỡ như vậy? Tôi nói thiệt á, tôi sẽ cạo đầu. Cạo đầu làm chi? Tôi vô chùa. Làm gì? Tôi đi tu á. Lan, Lan. Xưa đã chứng minh khi đời tan nát.
Trôi dần lòng lòng, đâu có ai đem con
biết lời lẽ nào để nói cho Lan hiểu bây giờ. Có lẽ cái số phận mình là như vậy. Có lẽ phận số của tôi là như vậy đó. Cho nên năm nào tôi cũng một lần đó người ta về, một lần tiễn người ta đi. Tựa hồ mơ chốn thiên thai, thêm công quán tương ngộ hằng ngà. Dạ đùa pha tuyết trắng đẹp sao giống dáng ngọc ngà, ràng nẹt hoa xinh đẹp tựa trăng rằm. Thêm sông những khúc nghe thương, nào dáng sông cao dưới thần tiên. Thân hồng nhan diễn xứ nhân đoái rút bọt bèo, bồ liễu mong ngừng vui tùng quân. Ôi dịu êm thoáng nghe bao lời nương, lòng ta càng ngất ngây hơn rượu say. Mong thời gian chớm mơ lung tàn, cho giấc mơ triền miên chim đắm. Để ta bên nàng che chở nâng niu, kỳ bằng giáo chốn tử đàn thơ. Nay được bên tiên nữ đối cả muôn thành, kẻ ở đầu sông người tương giang cuối, nhờ sự rủi dùng của dải ngân hà, đôi hồn cùng qua thân
sẽ chắc gì hồng. Mãi mãi yêu dài lâu. Tây Thi, Tây Thi. Chẳng